giáo chị. Ai chủ nhất vậy không? Anh chỉ đồng loại cái gì hay tập đâu? Đồng xăng nó là hơi phù, đang ngon cái nó. Đồng lan ngon cái nó chủ nhà. Hả? Anh cháy lập cái này qua, lấy này mày sắp chỉ to à? Qua lấy này gấp to mà không sâu lắm.